Chân Long Chí Tôn Đô Thị, Vương Nhất. Tập 28. Cho nên, hôm nay đừng để lại hối hận gì, phải vui vẻ, phải hạnh phúc. Vừa nói, Lý Tuyết Nhi nở một nụ cười rạng rỡ, trên người tỏa ra một chút hơi thở thanh xuân trước đây. Vương Nhất hiện tại cũng ngẩn ngơ. Anh chợt nhớ ra rằng anh và Lý Tuyết Nhi đã biết nhau rất lâu, hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Lúc vừa gặp Lý Tuyết Nhi, cô ta vẫn còn là một cô gái nhỏ xinh đẹp tươi trẻ. Giờ đây, sau khi bước ra xã hội, trên người cô ta đã bớt đi chút non nớt, thêm một chút trưởng thành và vững vàng hơn. Khí chất của các khía cạnh đều đi sát về hướng của Lý Khinh Hồng. Trưởng thành là phải trả giá, chỉ là không biết liệu Lý Tuyết Nhi có chịu đựng nổi hay không. Được. Vương Nhất cũng lộ ra một nụ cười, nếu Lý Tuyết Nhi đã nói như vậy, anh cũng sẽ đánh dấu trọn vẹn cho chuyến đi đến Thiên An này của Lý Tuyết Nhi. Đi nào. Lý Tuyết Nhi nắm lấy tay của Vương Nhất, hai người đi về phía trung tâm thành phố. Có một buổi hòa nhạc của thần tượng mà em thích. Biển người đông nghịt, Lý Tuyết Nhi phấn khích đến đỏ bừng mặt, chỉ vào màn hình lớn cách đó không xa và nói. Vương Nhất nhìn qua, chỉ thấy trên màn hình quảng cáo của Tháp Thiên An có in mấy chữ lớn buổi hòa nhạc vũ trụ tứ nguyệt thiên. Quảng cáo cuộn của Tháp Thiên An rất đắt tiền và được tính phí theo phút, giá một phút là 6 tỷ. Buổi hòa nhạc vũ trụ tứ nguyệt thiên duy trì lâu như vậy, phía sau chắc chắn là công ty chủ quản đã đầu tư vào rất nhiều tiền. Cô thích tứ nguyệt thiên? Vương Nhất hỏi. Thích. Ánh mắt của Lý Tuyết Nhi chưa từng rời đi lấy một chút. Vương Nhất cười cười, vậy thì đi xem. Vương Nhất lập tức mua hai ghế ở giấy ghế phía đầu, hai người kiểm tra vé xong liền vào sân. Buổi hòa nhạc được tổ chức tại cung thể thao Thiên An, phía trong người đông nghìn nghịt. Khắp nơi đều có người hâm mộ cầm những tấm biển huỳnh quang phát sáng, phía trên ghi mấy khẩu hiệu, tứ nguyệt thiên của nhân gian 8 giờ tối, buổi hòa nhạc bắt đầu đúng giờ. Đèn trong hội trường vụt tắt, hiện trường chìm trong bóng tối. Mọi người đều biết rằng nhóm nhạc tứ nguyệt thiên sắp lên sân khấu rồi, hiện trường phát ra tiếng cười như núi kêu biển gào. Lý Tuyết Nhi ở một bên cũng tập trung toàn bộ sự chú ý lên sân khấu, không ngừng la hét và bộc lộ tình cảm. Vương Nhất ở một bên quan sát nhưng không hò hét theo. Anh đến cùng với Lý Tuyết Nhi, chỉ cần Lý Tuyết Nhi vui là được rồi. Sau khi Tứ Nguyệt Thiên lên sân khấu liền bắt đầu biểu diễn các bài hát. Hát liên tục mười mấy bài, ngay cả Vương Nhất cũng cảm thấy Tứ Nguyệt Thiên này không giống với những minh tinh bình thường khác. Những lúc như thế này, hầu hết các minh tinh đều lựa chọn hát nhép nhưng Tứ Nguyệt Thiên thì khác, bọn họ hát thật, hát đến mồ hôi nhễ nhại. Tiếp theo là thời gian tương tác với khán giả. Chúng tôi sẽ chọn ra một vị khán giả may mắn ở đây, cùng hát với chúng tôi một bài, ai sẽ là người dũng cảm lên sân khấu đây? Đội trưởng của Tứ Nguyệt Thiên cười nói. Đèn chiếu ở hội trường cũng không ngừng di chuyển qua lại. Tất cả những khán giả được chiếu đến đều vô cùng kích động. Tuy nhiên, thời gian mỗi lần dừng lại rất ngắn, không đầy một giây. Bù! Khoảnh khắc tiếp theo, một chùm đèn chiếu rực rỡ chiếu vào Lý Tuyết Nhi. Trong nháy mắt, cô ta trở thành tâm điểm của toàn hội trường. Bản thân Lý Tuyết Nhi cũng sửng sốt một lúc, tôi. Là tôi. Được, xin mời cô gái xinh đẹp này lên sân khấu. Nhóm nhạc Tứ Nguyệt Thiên mời Lý Tuyết Nhi lên sân khấu, dưới khán đài tiếng vỗ tay như sấm. Định thân lại, Lý Tuyết Nhi vô cùng phấn khích, đến mức đứng trên sân khấu cũng không nói nên lời. Cô gái, đừng căng thẳng, thực ra tiết mục này còn có một ý nghĩa đặc biệt. Đội trưởng của nhóm nhạc Tứ Nguyệt Thiên cười nói, sống trên đời, nhất định ai cũng đều có người mà mình đặc biệt trân trọng, nếu cho cô một cơ hội, cô đứng trên sân khấu, cô sẽ nói gì với người này? Người đặc biệt trân trọng. Sau khi nghe thấy lời nói của đội trưởng, bản thân Lý Tuyết Nhi cũng sững sờ, ánh mặt mù mờ. Tầm mắt của cô ta cũng vô thức nhìn về phía Vương Nhất phía dưới sân khấu. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, sắc mặt Vương Nhất hơi thay đổi. Trên khuôn mặt Lý Tuyết Nhi mang theo ý cười, tôi chưa từng yêu, nhưng tôi biết, anh ấy là người đầu tiên tôi thích, hơn nữa anh ấy hiện đang ở đây. Đội trưởng của Tứ Nguyệt Thiên mỉm cười, thật sao? Vậy chính là tỏ tình rồi. Cô có lời gì muốn nói với anh ấy không? Lý Tuyết Nhi suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lấy hết dũng khí, lớn tiếng nói, đây là lần đầu tiên em nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình, mặc dù em biết như vậy rất ích kỷ nhưng em vẫn hy vọng anh có thể tích cực đáp lại em. Em không cần anh chấp nhận em chỉ hy vọng anh có thể đáp lại em một chút, sau khi em hát xong bài này, anh có thể lên ôm em một cái. Nói xong những lời này, Lý Tuyết Nhi gần như muốn ngất đi,
tim cô ta đập thình thịch. Được, tôi sẽ mang đến cho mọi người bài hát ôm. Cởi bỏ lớp mặt nạ đeo suốt ngày dài chạy đến ranh giới của mộng ảo. Giữa đêm khuya trong chiếc xe bí ngô đi vào chiếc giày thủy tinh cổ tích. Để tôi tận hưởng cảm giác này, tôi là bông tường vi cô độc mà kiêu ngạo. Để tôi nếm trải mùi vị này chẳng cần hiểu thế giới hỗn loạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hôm qua quá gần, ngày mai quá xa, lặng lẽ lắng nghe đêm tối đó. Người đó yêu tôi nắm chặt lấy tay tôi, ôm chặt tôi, hôn tôi, tình yêu à đừng rời đi. Che giấu sự mệt mỏi của mình. Biểu đạt sự thảm hại của mình. Buông thả sự hoang dã của mình. Tìm kiếm ngày mai của mình. Khi giai điệu vang lên, giọng hát hoang dã của Tứ Nguyệt Thiên và giọng hát nhẹ nhàng của Lý Tuyết Nhi hòa quyện vào nhau, tạo nên một loại mỹ cảm độc đáo. Một bài hát trôi qua nhanh chóng, dưới khán đài tiếng vỗ tay vang dội. Tuy nhiên, trên khuôn mặt Lý Tuyết Nhi lại không có chút vui vẻ nào, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bởi vì cô ta phát hiện Vương Nhất dưới khán đài đã biến mất rồi. Anh ấy đi rồi. Cuối cùng, Lý Tuyết Nhi không nhịn được nữa, lớn tiếng khóc. Nước mắt tuôn rơi như chuôi hạt trân châu bị đứt dây. Vương Nhất giống như mất tích vậy, không còn quay trở lại cung thể thao nữa. Khi buổi hòa nhạc kết thúc, lúc này đã khoảng 11 giờ tối, Lý Tuyết Nhi như người mất hồn theo đám đông ra khỏi cung thể thao. Đột nhiên phát hiện, có một bóng hình cao lớn đứng bên bờ sông trước cửa, hình như đang đợi ai đó. Lý Tuyết Nhi ngây người nhìn mấy lần, lập tức lau nước mắt trên má, nhanh chóng chạy tới. Cô ta chạy rất nhanh. Nhưng thất tha thất thiếu, sợ rằng bóng hình kia đi mất. Cuối cùng, cô ta chạy lên phía trước, ôm chặt lấy người đó từ phía sau. Khoảnh khắc ôm lấy eo Vương Nhất, nước mắt Lý Tuyết Nhi lập tức không kìm được mà rơi xuống. Cô ta vừa khóc vừa hét lên, vẻ mặt rất tức giận, sao anh không lên? Tại sao anh không đáp lại em? Là em khiến anh mất mặt sao? Hét xong, cô ta vẫn chưa cảm thấy hả giận, cô ta còn nắm chặt tay đấm vào người anh hai cái. Vương Nhất chậm rãi xoay người, cười với cô, bởi vì tôi không thể lên, bởi vì tôi là anh rể của cô. Nó em mờ Lý Tuyết Nhi lập tức sững sờ, vẻ mặt đờ đẫn. Cô ta lập tức hiểu được, cũng hiểu nỗi khổ tâm khi rời đi của Vương Nhất. Không lên mới là một người anh rể hợp tiêu chuẩn. Lên rồi, người anh rể như vậy không cần cũng được. Tuy nhiên, Lý Tuyết Nhi vẫn cảm thấy uất ức khó nói trong lòng. Khóe miệng cô ta không ngừng nhếch lên. Muốn nở một nụ cười, cô ta đã nói đêm nay phải vui vẻ, phải hạnh phúc. Nhưng bây giờ, cô ta thật sự không cười nổi. Giả vờ cười, rất mệt mỏi. Đi dạo chút đi. Vương Nhất mỉm cười với Lý Tuyết Nhi. Bên sông, gió thổi nhẹ nhẹ, thổi hàng liễu xung quanh kêu xào xạc. Đèn đường hai bên tỏa ra ánh sáng lạnh yếu ớt, yên tĩnh mà tao nhã chiếu rọi toàn bộ hàng cây bên sông. Vương Nhất đi phía trước, Lý Tuyết Nhi đi theo phía sau. Hai người không nói lời nào. Vương Nhất đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô ta, sau khi trở về Yến Kinh, cô muốn làm cái gì? Lý Tuyết Nhi sững sờ một lúc, sau đó trả lời, em sẽ đến làm việc ở tập đoàn Triều Dương thuộc Lý Thị, làm thư ký của ba em để làm quen với công ty. Sau này thì sao? Sau này, ánh mắt của Lý Tuyết Nhi mù mờ. Vương Nhất nhìn chằm chằm cô ta và nói, tôi hỏi, là cô muốn làm gì? Ánh mắt của Lý Tuyết Nhi lập tức sáng tỏ hơn một chút, em muốn giúp được chị gái. Vậy thì cố gắng, cô đã không còn là một đứa trẻ nữa. Vẻ mặt Vương Nhất lúc này rất nghiêm túc, trong trí nhớ của Lý Tuyết Nhi, dường như Vương Nhất chưa bao giờ nghiêm túc với cô ta như vậy. Lý Thị chỉ có một công chúa là cô, vận mệnh tương lai của công chúa chính là làm vật hy sinh, được gả đi để đổi lấy lợi ích gia tộc, nhưng nữ vương thì lại có thể kiểm soát toàn bộ, cô muốn làm công chúa hay là nữ vương? Lý Tuyết Nhi lập tức sững sờ. Đêm nay, cô ta đã trưởng thành ngay lập tức rồi. Ngày hôm sau, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đích thân tiễn Lý Tuyết Nhi đến sân bay. Trước khi rời đi, Lý Tuyết Nhi hỏi, anh rể, anh sẽ đối xử tốt với chị gái em chứ? Hai người sẽ ở bên nhau cả đời chứ? Vương Nhất cười, xoa đầu cô ta, sẽ như vậy. Trong lòng Lý Tuyết Nhi cảm thấy chua xót khổ sở, lại hỏi, vậy, anh sẽ đối xử tốt với em chứ? Đương nhiên, tôi là anh rể của cô, chịu uất ức gì cứ nói với anh rể. Vút, một chiếc máy bay từ từ cất cánh, bay vút lên bầu trời xanh và biến mất. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng nhìn theo máy bay với nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt. Đó là máy bay của Lý Tuyết Nhi, đợi khi cô ấy xuống máy bay,
thứ đang chờ đợi cô ấy là một cuộc sống hoàn toàn mới. Cô ấy sẽ hiểu việc từ một công chúa nhỏ của nhà họ Lý trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ có thể gánh vác cả gia tộc là chuyện khó khăn như thế nào. Và trên con đường này, dù gian nan, mệt mỏi đến đâu, cũng phải nghiến răng kiên trì. Bởi vì đó là con đường Lý Khinh Hồng từng đi. Em chưa nghĩ đến tương lai sao? Thu hồi ánh mắt, Phương Nhất liếc nhìn Lý Khinh Hồng ở bên cạnh hỏi. Tương lai gì? Lý Khinh Hồng cũng nhìn Vương Nhất, khuôn mặt mang theo nụ cười. Mối quan hệ của em với Tuyết Nhi. Vương Nhất nhìn về phía xa xăm, ông bố vợ của anh đã xác định em sẽ không trở về nhà họ Lý, vì vậy Tuyết Nhi đã trở thành con gái duy nhất của nhà họ Lý, cô ấy sẽ kế thừa công việc kinh doanh của nhà họ Lý trong tương lai và phải trở thành người phụ nữ mạnh mẽ như em. Đến lúc đó, quan hệ của em với cô ấy có còn như bây giờ không? Cô ấy sẽ không dựa dẫm vào em nữa. Lý Khinh Hồng rơi vào một sự im lặng kéo dài. Đúng vậy, chuyện này sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền. Nếu Lý Khinh Hồng sẽ trở về nhà họ Lý, thì cô chắc chắn là người thừa kế công việc kinh doanh của nhà họ Lý. Chứ không phải Lý Tuyết Nhi. Ngụy Thương Kiều nhất định sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản Lý Khinh Hồng kế thừa công việc kinh doanh của nhà họ Lý, bởi vì nếu như thế, thì nhà họ Lý sẽ không còn chỗ đứng của bà ta nữa. Có một người chị mạnh mẽ như vậy, Lý Tuyết Nhi có thể tiếp tục là công chúa nhỏ. Nhưng nếu Lý Khinh Hồng không trở lại, mọi gánh nặng sẽ đổ lên vai Lý Tuyết Nhi. Chính Ngụy Thương Kiều đốt cháy giai đoạn, nhưng Lý Khinh Hồng cô không phải chính là người đã thêm dầu vào lửa sao? Ngụy Thương Kiều sẽ làm mọi cách có thể để gây áp lực lên Lý Tuyết Nhi, khiến con bé một mình chống đỡ. Chỉ khi Lý Tuyết Nhi mạnh mẽ, con bé mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Lại thêm những vướng mắc còn sót lại từ thế hệ trước, Ngụy Thương Kiều chắc chắn sẽ giật dây khiến Lý Tuyết Nhi và Lý Khinh Hồng trở thành kẻ thù. Tới lúc đó phải làm gì đây? Chuyện gì sẽ xảy ra, hãy để thời gian trả lời. Sau một hồi im lặng, Lý Khinh Hồng mỉm cười. Bất kể tháng năm trôi thế nào, con bé là em gái em là chị của con bé. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Con bé cũng nghĩ như vậy nhỉ? Mặt trời chiếu sáng, gió thổi tung mái tóc của cô, in sâu vào mắt Vương Nhất là góc nghiêng trí tuệ và trưởng thành hơn của Lý Khinh Hồng. Vương Nhất sững sờ, sau đó mới ý thức được hiện tại nghĩ đến chuyện này có hơi lo bỏ trắng răng. Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, cô ấy vẫn là Lý Khinh Hồng trước đây. Không bao giờ thay đổi. Đúng thế. Vương Nhất cũng nở một nụ cười. Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng nhìn thấy một người bạn cũ khác đang định quay lại Yến Kinh. Cô ấy diện bộ sườn xám tím, đẹp như một tiểu thư đại các bước ra từ trong tranh. Diệp Thúy Như. Vương Nhất hơi nheo mắt lại. Anh Đường. Phía sau Diệp Thúy Như, có hai người đàn ông đi theo. Kim Thành Phong và Diệp Kình Hiên. Đồng Yên Nhiên đi cùng Diệp Kình Hiên. Lúc này Diệp Kình Hiên đã tỉnh lại, một cánh tay quấn băng thật dày. Đối với Diệp Thúy Như, Thiên An mới là quê hương của cô ấy, vì vậy cô ấy trở về nhà họ Kim một chuyến. Mọi người tự nhiên trò chuyện. Biết rằng Vương Nhất và Diệp Thúy Như có mối quan hệ rất thân thiết, Lý Khinh Hồng trưng hửng nói một câu, sau đó lên xe đợi một mình. Cô ấy ghen rồi. Diệp Thúy Như mỉm cười nói. Vương Nhất mỉm cười, nhưng không nói gì. Diệp Thúy Như cũng không để ý, cô ta ngước nhìn trời xanh mây trắng, hít một hơi thật sâu không khí trong lành rồi thở dài. Vẫn là không khí của Thiên An thơm. Câu này, Diệp Thúy Như cũng đã nói những lời tương tự khi đến Giang Thành. Trong khung cảnh này, chỉ những người trong cuộc mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Điều đó có nghĩa là có những người bạn cũ mà bạn quen thuộc ở đây. Vương Nhất cười. Diệp Thúy Như gật đầu, đúng vậy, người thân và kẻ thù đều là bạn cũ. Dừng một chút, Diệp Thúy Như lại nhìn Vương Nhất nói thật, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, chúng ta có thể bình thản đối mặt với cuộc sống như vậy. Trải đời nhiều, tự nhiên sẽ hiểu rõ một đạo lý. Đánh nhau chém giết là thứ chỉ có trẻ con mới chơi. Vương Nhất nói, Kim Thành Phong cùng Diệp Kình Hiên đứng ở phía sau bọn họ, đều chìm vào trầm mặc. Thời gian vô thường, ai ngờ hai người này lại có tình ý sâu nặng như vậy. Họ vốn là những người lẽ ra nên vợ nên chồng nhưng lại vô tình bỏ lỡ. Họ vừa yêu vừa hận, chỉ xét về sự ràng buộc này, Lý Khinh Hồng không bằng Diệp Thúy Như, Vương Nhất và Diệp Thúy Như là một cặp đôi hoàn hảo. Vương Nhất, Diệp Thúy Như đột nhiên gọi. Vương Nhất quay đầu lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp cổ điển và tươi sáng của cô ấy. Diệp Thúy Như chớp mắt cười tinh nghịch.
Tin hay không, chúng ta có thể dây dưa cả đời. Vương Nhất đóng băng tại chỗ. Tôi đã quyết định, đời này sẽ không kết hôn, việc nối dõi tông đường sẽ giao cho em họ. Tôi không bao giờ chán với việc yêu nhau lắm cắn nhau đau với anh. Kim Thành Phong phía sau lập tức đỏ mặt. Nói xong, Diệp Thúy Như lại khôi phục lại vẻ mặt bình thường, khế nói, Kình Hiên, đi thôi, chị dẫn em đi gặp các anh chị em của hoàng tộc họ Diệp, tin rằng biểu cảm của bọn họ khi nhìn thấy em sẽ rất đặc sắc. Dạ chị. Trên mặt Diệp Kình Hiên lộ ra nụ cười. Nhìn bóng lưng họ rời đi, Vương Nhất biết rằng lần này Diệp Thúy Như quay lại nhất định sẽ phá nhà họ Diệp long trời lở đất. Vương Nhất cũng mỉm cười. Tứ cửu yến kinh đúng là khiến người ta hoài niệm. Trở lại trong xe, Lý Khinh Hồng không hỏi về Diệp Thúy Như. Về quan hệ nam nữ, Lý Khinh Hồng luôn áp dụng kiểu quản lý chăn cừu. Nếu không có những người phụ nữ xinh đẹp vây quanh ông ta, thì người đàn ông này không được coi là xuất sắc. Đây là Lý Khinh Hồng, kiêu căng và tự phụ. Người đàn ông mà Lý Khinh Hồng yêu sẽ không phản bội cô. Tất nhiên, cô ấy có thể cho phép Vương Nhất và Diệp Thúy Như ở một mình, nhưng cô không cho phép Vương Nhất ở một mình với một người phụ nữ. Người đó là chị dâu của anh Khương Nhã Mi. Lần trước chuyện Vương Nhất và Khương Nhã Mi ở một mình trong khách sạn, cả đời này Lý Khinh Hồng sẽ không bao giờ quên. Trở lại trụ sở tập đoàn Lệ Tinh, khi Lý Khinh Hồng chuẩn bị cống hiến hết mình cho công việc, thư ký Tiêu Đào vội vã chạy tới. Chủ tịch Lý, có một vị khách quý đến tập đoàn chúng ta, chỉ đích danh muốn gặp Vương Tổng. Khách quý, muốn gặp đích danh tôi á? Vương Nhất sững người một lúc. Đúng vậy, ông ấy nói ông ấy đến từ nhà họ Vương ở Vương tộc Yên Đô. Nhà họ Vương. Nghe vậy, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng nhìn nhau, sau đó cảm thấy hơi kỳ lạ. Vì mối quan hệ giữa Vương Lâm và Vương Hàn Kiệt, họ không có bất kỳ hảo cảm nào với nhà họ Vương. Họ lại tới làm gì nữa? Thử gặp xem. Lý Khinh Hồng đi cùng Vương Nhất đến phòng tiếp tân. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên điềm tĩnh như tảng đá đang ngồi ở đó, ông ta khoảng 60 tuổi, nhưng trông không hề già chút nào. Cậu là Vương Nhất. Người đàn ông trung niên ngạc nhiên trước sự trẻ tuổi của Vương Nhất, sau đó mỉm cười, để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Vương Dần Hổ, là gia chủ hiện tại của nhà họ Vương. Tới Thiên An, để mời cậu về nhà. Vương Dần Hổ rất oai phong, nói xong liền nhìn chăm chằm vào Vương Nhất, chờ đợi câu trả lời của anh. Cả Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều ngạc nhiên khi, mời anh về nhà ư. Họ lập tức nhớ lại ở buổi đấu giá Giang Thành, Vương Nhất đã mua một cái huy hiệu thân phận tới từ nhà họ Vương của Vương tộc Yên Đô. Nghe nói cái huy hiệu này đã được người hầu của nhà họ Vương tình cờ phát hiện ra khi đang dọn dẹp. Gia chủ nhà họ Vương gọi mọi người lại, hỏi xem ai đã đánh mất huy hiệu thân phận, nhưng không ai đến nhận. Vậy huy hiệu này đến từ đâu? Không có người nhận cũng không sao. Bọn họ dùng cái huy hiệu này vươn tay tới Giang Thành, định để bất kỳ một trong ba gia tộc lớn đấu giá lấy, coi như là gia tộc trực thuộc của nhà họ Vương. Nhưng ai mà ngờ được cuối cùng lại bị Vương Nhất lấy được. Nhà họ Vương cũng nể mặt cái huy hiệu thân phận này mời Vương Nhất gia nhập nhà họ Vương, nhưng bị từ chối. Bây giờ xem ra, nhà họ Vương vẫn không bỏ cuộc. Sau khi xác nhận lý do đến của Vương Dần Hổ, cả Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều tràn đầy sự thù địch. Xem ra mặt mũi tôi lớn nhỉ, ngay cả một nhân vật lớn như gia chủ nhà họ Vương cũng bị kinh động. Vương Nhất nói một cách mỉa mai. Tuy nhiên, Vương Dần Hổ không nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của Vương Nhất, cho rằng Vương Nhất đang tâng bốc mình. Vì vậy, sự kiêu ngạo trên mặt Vương Dần Hổ càng mạnh hơn, ông ta bất giác ngồi thẳng dậy và nói, đó là điều đương nhiên. Cậu đã gây được tiếng vang lớn ở Đại hội Phương Bắc. Cuối cùng còn hy sinh thân mình để cứu tất cả những người bị mắc kẹt trong nhà thi đấu. Bao gồm cả cháu trai yêu quý của tôi là Vương Hàn Kiệt, nhà họ Vương tôi là một gia đình danh môn, không để bất kỳ ai phải chịu thiệt. Cho nên gia chủ tôi đây mới miễn cưỡng tới Thiên An một chuyến đón cậu về nhà họ Vương. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng sửng sốt một lúc, ông gia chủ của nhà họ Vương này cảm thấy bản thân mình tốt đẹp cỡ nào chứ? Đồng thời, Vương Nhất cũng hiểu lý do tại sao Vương Dần Hổ lại mời chào anh. Bởi vì anh đã gây được tiếng vang tại Đại hội Phương Bắc. Thực ra, ấn chủ mới là người nổi danh nhất tại Đại hội Phương Bắc mới phải. Đầu tiên giết Hồng Giác Lâm, sau đó là Hồng Giác Hải, cuối cùng lấy thân phận là một hắc mã xông vào đến trận chung kết, bắt đầu một trận chiến sinh tử với gia chủ nhà họ Lý, Lý Thế Nhân. Người mà nhà họ Vương muốn chiêu mộ nhất lẽ ra phải là ẩn chủ, nhưng sau vụ nổ, ẩn chủ đã biến mất nên chỉ có thể lùi một bước chiêu mộ Vương Nhất.
Vương Dần Hổ cảm thấy với tư cách là gia chủ của nhà họ Vương, ông ta có địa vị cao quý, vì vậy nếu ông ta đích thân chiêu mộ, Vương Nhất nhất định sẽ đồng ý. Ai ngờ, Vương Nhất sắc mặt bình thản, dùng ánh mắt như đang nhìn thăng ngốc nhìn ồn ta, cười nói, Vương gia chủ không cần phiền phức như vậy, tôi hy vọng ông từ đâu tới thì hãy về chỗ đó. Hửm. Nghe vậy, Vương Dần Hổ lập tức cau mày, thậm chí còn ngạc nhiên nhìn họ. Vậy là cậu từ chối ý tốt của tôi. Vương Dần Hổ rất ngạc nhiên, ngay sau đó ánh mặt trở nên lạnh lùng. Mình đường đường là gia chủ nhà họ Vương, đích thân mời cậu ta về nhà họ Vương, cậu ta thì hay rồi, không nể mặt chút nào. Vương Nhất thản nhiên nói, nếu ông muốn báo đáp vì tôi đã cứu cháu trai Vương Hàn Kiệt của ông tại Đại hội Phương Bắc, thì không cần thiết, bởi vì lúc đó tôi chỉ muốn cứu vợ và con gái của tôi mà thôi, rồi tiện tay cứu tất cả mọi người chứ tôi không cao thượng như ông nghĩ đâu. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, khuôn mặt của Vương Dần Hổ tối sầm lại. Đây là lý do ông ta nghĩ đại gia, không ngờ thằng nhóc này thật sự nghiêm túc. Nếu cậu đã không muốn quay về, vậy thì đưa huy hiệu thân phận của nhà họ Vương lại cho tôi sẽ trả gấp đôi số tiền cậu đã trải. Vương Dần Hổ vẫy tay, nói rất sảng khoái. Ông ta đến Thiên An, chủ yếu là vì muốn mời chào Vương Nhất. Nếu mời chào thất bại, ông ta cũng đã chuẩn bị kế hoạch thứ hai, chính là đòi lại huy hiệu thân phận của nhà họ Vương. Thực ra đây mới là mục đích chính, mời chào Vương Nhất cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Thứ mà nhà họ Vương không thiếu chính là tiền, chiếc huy hiệu mà ban đầu Vương Nhất mua với giá 450 tỷ chẳng là gì đối với ông ta. Hơn nữa, Vương Dần Hổ tin chắc rằng ngay cả một doanh nhân như Lý Khinh Hồng cũng khó mà từ chối số tiền khổng lồ 900 tỷ này. Vì vậy, họ sẽ không bao giờ từ chối. Tuy nhiên, đôi mắt của Vương Nhất lại trở nên lạnh lùng, anh trực tiếp gọi Tiêu Đào. Đưa ông ta ra khỏi đây cho tôi. Tiêu Đào gật đầu, cô cũng nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, nhanh chóng gọi nhân viên bảo vệ. Vẻ mặt của Vương Dần Hổ thay đổi, tức giận nói, cậu dám đuổi tôi đi. Vương Nhất ánh mắt lạnh lùng, huy hiệu này tôi mua được thì tức là đồ của tôi, chả nhẽ ông còn ép mua ép bán à. Cậu, trên mặt Vương Dần Hổ tràn đầy tức giận, nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của huy hiệu thân phận này, ông ta vẫn cố nén lửa giận trong lòng. Cười nói, tôi nói ép mua ép bán lúc nào. Tôi nói là sẽ trả gấp đôi. Nếu như cậu cảm thấy gấp đôi không hài lòng, vậy gấp ba cũng được, tiền cũng chỉ là con số, chỉ cần cậu có thể cho tôi huy hiệu thân phận, giá cả tùy cậu. Vương Dần Hổ lại liếc nhìn Lý Khinh Hồng, tiếp tục nói, hay tôi đầu tư cho các người cũng được, không phải các người muốn tiến vào thị trường Yên Kinh sao? Trong tương lai, có thể thành lập trụ sở chính tại Yên Kinh, tôi có thể giúp hai người mở rộng thị trường. Vương Dần Hổ một hơi nói hết mấy điều này, có thể nói là rất có thành ý. Nhưng Vương Nhất lại càng hoài nghi, đó chỉ là một huy hiệu thân phận mà thôi, đối với thế lực bên ngoài có thể rất quý giá, nhưng đối với nhà họ Vương mà nói, đó là một món đồ vô dụng sao, tại sao Vương Dần Hổ lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để lấy nó lại? Mà nhìn vẻ mặt của Vương Dần Hổ, ông ta dường như rất quan tâm đến huy hiệu thân phận trong tay mình. Lý Khinh Hồng vẻ mặt lo lắng, khế giọng nói, có khi nào liên quan đến thân thế của anh không? Vương Nhất không nói gì, chỉ đút tay vào úi và nhẹ nhàng vuốt ve tấm huy hiệu thân phận. Tấm huy hiệu này bề ngoài nhãn bóng, lành lạnh, được làm bằng vàng nguyên chất nhất. Đương nhiên, giá trị vốn có của nó và giá trị mà nhà họ Vương trao cho nó hoàn toàn không tương xứng. Quan trọng hơn, mục đích lúc đầu Vương Nhất mua huy hiệu này về là hy vọng tìm được manh mối về thân thế mình. Anh là một đứa trẻ mồ côi. Chỉ tồn tại với tư cách là con nuôi trong nhà họ Lý, anh không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Ánh mắt Vương Nhất đột nhiên trầm xuống, anh nhìn Vương Dần Hổ nói, ông trở về đi, tôi không bán huy hiệu đâu. Thấy mình đã nói khô cả họng mà Vương Nhất vẫn không dao động, ánh mắt Vương Dần Hổ cũng trầm xuống. Này nhóc, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à, nếu như hôm nay tôi phải lấy cái huy hiệu này thì sao? Vương Dần Hổ lạnh lùng nói, võ võ tay. Lập tức có mấy người rất cường tráng đi vào, lạnh lùng nhìn ngó. Biểu cảm của Tiêu Đào và Lý Khinh Hồng đột nhiên trở nên rất khó coi. Vương gia chủ, đây là công ty của tôi, chẳng lẽ ông muốn ra tay ở đây? Đừng nói nhảm với tôi, đừng nói cô chỉ là cô cả của nhà họ Lý, cho dù Lý Thế Nhân ở đây cũng phải khách sáo với tôi, nếu hôm nay chồng cô không giao ra huy hiệu thân phận, thì các người chờ tổn thất nặng nề đít. Vương Dần Hổ hung hãn đe dọa. Lý Khinh Hồng vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng và không nói gì, cô cũng cảm thấy có chút áp lực. Đối phương là gia chủ nhà họ Vương,
địa vị cao hơn cô rất nhiều. Thanh âm Vương Nhất đột nhiên truyền đến, để tôi đoán xem, ông muốn lấy huy hiệu của tôi như vậy, có phải vì chiếc huy hiệu này rất đặc biệt hay không? Sắc mặt Vương Dần Hổ hơi thay đổi, ông ta hầm hực hừ một tiếng, nói, đây chỉ là huy hiệu bình thường của nhà họ Vương, chỉ là tôi không muốn huy hiệu nhà họ Vương rơi vào tay người ngoài mà thôi. Vương Nhất mỉm cười nói, Vương gia chủ, không cần nói đùa, tôi và ông đều không phải người ngu, một chiếc huy hiệu nhà họ Vương bình thường, không đáng để ông tốn công tốn sức thu hồi như vậy. Sắc mặt Vương Dần Hổ xám xịt, chẳng lẽ thằng nhóc này phát hiện cái gì? Vương gia chủ, ai cũng họ Vương, ngàn năm trước cũng là người một nhà, vẫn là nên có gì nói đó là tốt nhất. Vương Nhất ngồi trên ghế, một chút kinh ngạc xê qua đôi mắt đen nhánh của anh. Ngay khi những lời này vừa dứt, cơ thể của Vương Dần Hổ tràn ngập một áp lực không thể giải thích được. Điều này làm cho ông ta tức giận. Ông ta là gia chủ nhà họ Vương, sao có thể bị tiểu bối dọa sợ? Tôi nói rồi, nó chỉ là huy hiệu thân phận bình thường, không có gì đặc biệt. Vương Dần Hổ tức giận nói, đưa nó cho tôi, cậu có thể có giao tình với nhà họ Vương, nhưng nếu cậu không đưa, cậu sẽ đắc tội nhà họ Vương một cách toàn diện, cậu cân nhắc đi. Những lời này không chỉ nói với Vương Nhất, mà còn với Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng chưa kịp nói, Vương Nhất đã cười nhẹ. Vương gia chủ này, tôi cho ông một cơ hội, nếu ông đã không muốn nói, vậy tôi đành tự mình tìm hiểu vậy. Vương Dần Hổ không hề sợ hãi, tôi biết thực lực của cậu, nhưng tôi là gia chủ nhà họ Vương, thân phận cao quý, chả nhẽ cậu còn có thể giết tôi sao? Vương Nhất lắc đầu, đương nhiên không phải, nhưng nếu một người đang trong trạng thái cực kỳ sợ hãi, thì sẽ nói bất cứ điều gì. Vương Dần Hổ cau mày, các vệ sĩ của ông ta đứng sát lại, đề phòng Vương Nhất tấn công bất ngờ. Tuy nhiên, họ vẫn muộn một bước, Vương Nhất đã lao thẳng đến trước mặt Vương Dần Hổ, một phát tóm lấy ông ta. Đưa ông ta đến cửa sổ, sau đó ném ông ta ra ngoài. Ai? Vương Dần Hổ không ngờ rằng Vương Nhất lại dám ném mình xuống, lập tức kinh hãi hét lên. Lý Khinh Hồng cũng khá sợ hãi. Đây là gia chủ của nhà họ Vương. Ông ta lại bị Vương Nhất ném xuống như một con chó. Mà đây còn là tầng 88. Ngay khi Vương Dần Hổ nghĩ rằng mình sắp chết, ai đó bất ngờ nắm lấy mắt cá chân của ông ta. Vì vậy, đầu của ông ta chỏng ngược trên tòa nhà quốc tế. Vương Dần Hổ nhìn kỹ hơn, những chiếc xe trên đường nhỏ xíu như con kiến, thậm chí một vài con chim di trú còn bay thấp hơn ông ta. Đột nhiên, thế giới quay cuồng. Vương gia chủ, ông còn tỉnh không? Nơi này phong cảnh thế nào? Lúc này, giọng nói của Vương Nhất từ phía trên vang lên. Vương Nhất đang đứng bên cửa sổ, một tay giữ mắt cá chân của Vương Dần Hổ, đồng thời lớn tiếng hỏi thăm như không có chuyện gì xảy ra. Vương Dần Hổ định thần lại, vừa kinh hãi vừa tức giận gầm lên. Vương Nhất, cậu đáng chết, dám đối xử với tôi như vậy. Tôi sẽ không tha cho cậu. Cái gì, không tha cho tôi á? À, tôi trượt tay. Vương Nhất kêu lên một tiếng, buông tay ra một chút. Thế là Vương Dần Hổ lại rơi xuống một tí. Vương Nhất nháy mắt bắt được ông ta, Vương Dần Hổ sợ đến mức chết lặng, tay chân bùn rùn, đúng quần còn ướt sũng, sợ hãi đến mức tiểu ra quần. Vương gia chủ, con người tôi không kiên nhân lắm, nếu ông không nói gì nữa, lỡ đâu tôi tuột tay, thật sự đem ông ném xuống dưới, lần này có lẽ không bắt được ông đâu. Sau khi nghe những lời của Vương Nhất, Vương Dần Hổ ở tuổi 60, thế mà lại bật khóc vì sợ hãi. Tôi nói. Huy hiệu trong tay cậu không phải là huy hiệu nhà họ Vương bình thường, có lẽ có liên quan đến thân thế của cậu. Vương Dần Hổ dùng tất cả sức lực hét lên. Vương Dần Hổ gần như gầm lên những lời này. Khi Vương Nhất và Lý Khinh Hồng nghe thấy những lời đó, biểu cảm của họ thay đổi ngay lập tức. Thân thế. Vương Nhất lập tức kéo Vương Dần Hổ lại, phịch một tiếng, ném ông ta xuống đất. Phù phù phù. Lúc này Vương Dần Hổ sắp ngất đi vì sợ hãi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, như thể vừa được vớt lên từ dưới sông. Vừa rồi, ông ta thực sự cảm thấy mình sắp chết. Ông ta còn chưa kịp thở, Vương Nhất đã túm lấy cổ áo ông ta, sau đó bịch một tiếng, đập ông ta vào tường. Lúc này, ánh mắt Vương Nhất sắc bén đến cực điểm, thậm chí còn có một chút lạnh lùng, nhìn chăm chăm ông ta, ông nói cho rõ ràng, thân thế gì. Vương Dần Hổ không dám tỏ ra tức giận, vội vàng nói. Huy hiệu này có liên quan đến thân thế của cậu. Tại thời khắc sống chết này, Vương Dần Hổ tuyệt đối không thể nói dối, Vương Nhất cũng có thể thấy rằng những gì ông ta nói là sự thật.
Từ đó có thể thấy, huy hiệu thân phận này thực sự có liên quan đến thân thế của anh. Lý Khinh Hồng cũng bị sốc, cô ấy cũng rất quan tâm đến thân thế của Vương Nhất. Vương gia chủ, ông mau nói cho tôi biết, thân thế của chồng tôi rốt cuộc là chuyện gì? Cô nhịn không được hỏi. Cô đã điều tra thân thế của Vương Nhất từ rất lâu, là con nuôi của nhà họ Lý. Nhưng bản thân Vương Nhất không thuộc về nhà họ Lý, rốt cuộc là đến từ đâu thì cô có tra thế nào cũng không tra được. Cứ như thể Vương Nhất đột nhiên xuất hiện trên thế giới này vậy. Trước đây, Lý Khinh Hồng từng nghi ngờ rằng thật ra Vương Nhất đến từ nhà họ Vương. Nhưng điểm chung duy nhất của hai bên là đều họ Vương, ngoài ra không có điểm chung nào. Vì vậy, nó cũng không hợp lý. Lý Khinh Hồng thực sự sắp sốt ruột chết rồi. Hãy nói cho tôi biết tất cả những gì ông biết, nếu không, nhà họ Vương có thể phải bầu ra một gia chủ mới. Vương Nhất giọng điệu lạnh lùng, lạnh như sông băng ở Bắc Cực, Vương Dần Hổ trực tiếp dùng mình. Hiện tại, mọi thứ liên quan đến Vương Nhất đều là một bí ẩn. Cho dù đó là thân thế của Vương Nhất hay huy hiệu thân phận đã được bán đấu giá. Khó khăn lắm mới có đột phá, anh nhất định sẽ không từ bỏ. Anh muốn tìm hiểu lai lịch của mình, sau đó tìm cha mẹ mình, ở trước mặt họ hỏi bọn họ vì sao lại bỏ rơi anh. Một cảm giác thù địch tự nhiên trỗi dậy, lập tức chiếm lấy trái tim của Vương Nhất. Bây giờ anh ấy đang cố gắng hết sức để kìm nén sát khí của mình và nói chuyện với Vương Dần Hổ. Chỉ cần Vương Dần Hổ che giấu một chút, hoặc nói dối nửa lời, anh sẽ giết ông ta không chút do dự. Dừng tay! Thả ra chủ Ran! Các vệ sĩ nhà họ Vương đều vô cùng tức giận. Trừng mắt nhìn Vương Nhất. Vương Nhất đột ngột quay đầu lại, đôi mắt khế trừng. Phụt, phụt, phụt. Ngay lập tức, dưới ánh nhìn của Vương Nhất, một nửa vệ sĩ khí huyết dâng trào, hộc máu, cuối cùng trực tiếp ngất đi. Vương Dần Hổ cũng vô cùng kinh hãi và có nhận thức mới về sức mạnh của Vương Nhất. Chỉ bằng một ánh mắt, là đã dọa những vệ sĩ mà ông ta mang theo từ nhà họ Vương choáng váng, điều đó cho thấy thực lực của anh mạnh đến mức nào. Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Đôi mắt của Vương Nhất tối đi rất nhiều. Vương Dần Hổ toàn thân cứng đờ, vội vàng gầm lên, tất cả lùi lại. Sau đó, ông ta nhìn về phía Vương Nhất, bất giác nói, trong chốc lát không nói hết được, để tôi từ từ nói cho cậu biết, giờ bắt đầu nói từ cái huy hiệu thân phận trong tay cậu đi. Vương Nhất không nói gì, chỉ từ từ lấy huy hiệu thân phận ra. Dưới ánh mặt trời, huy hiệu sáng lên ánh vàng, nhưng lại không cảm nhận được một chút độ ấm nào. Huy hiệu này ban đầu được phát hiện tình cờ khi một người hầu nhà họ Vương tôi đang dọn dẹp. Khi đó, tôi đã gọi tất cả mọi người trong nhà họ Vương lại, hỏi xem có ai bị mất huy hiệu không, nhưng không ai bị mất huy hiệu cả. Vương Dần Hổ nhanh chóng nói, lúc đó tôi rất khó hiểu. Mọi người đều không bị mất huy hiệu thân phận, vậy huy hiệu thân phận này là sao? Ai là chủ nhân của nó, tại nguyên nhân gì mà làm mất? Vương Dần Hổ tự hỏi ba câu hỏi liên tiếp. Lý Khinh Hồng nghe xong thì trong lòng có chút sợ hãi. Cảm giác này giống như nhà họ Vương bị quỷ ám, có thêm một người, lại không ai phát hiện. Vương Nhất vẫn im lặng, không ngất lời, tiếp tục lắng nghe. Khi đó người trong hoàng thất căn bản không coi trọng chuyện này, vừa hay nhà họ Vương ta mở rộng thị trường Giang Thành, phải nâng đỡ một gia tộc Bù Nhìn làm đại biểu cho nhà họ Vương ở Giang Thành. Vì vậy, tôi đã tặng huy hiệu này cho nhà đấu giá Giang Thành như một ân huệ để đổi lấy lợi ích. Nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên bắt đầu tra cứu một số phả hệ trong lịch sử gia tộc. Nói đến đây, ánh mắt Vương Dần Hổ đột nhiên biến đổi, ông ta liếc nhìn Vương Nhất cùng Lý Khinh Hồng, trước khi tiếp tục, tôi muốn hỏi hai người một câu. Hai người biết hoàng tộc nước Hát không? Nhắc tới hoàng tộc nước Hát, sắc mặt Vương Nhất liền thay đổi. Tuy nhiên, Lý Khinh Hồng lại chưa bao giờ nghe nói về hoàng tộc nước Hát, mặt đầy hoang mang, hoàng tộc nước Hát là gì? Sắc mặt Vương Dần Hổ trở nên nghiêm túc, trong đáy mắt càng thêm kính sợ. Đó là một gia tộc vượt trên cả 9 vương tộc lớn ở Yên Đô. Họ giàu có và quyền lực vô song, tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ thậm chí có thể được gọi là gia tộc ẩn thế. Chính bởi vì bọn họ cách xa thế tục, thế nên bọn họ đều là cao thủ ẩn thế, coi trọng võ đạo. Tiền tài với họ chỉ là một con số, ngay cả vương tộc Yên Đô cũng phụ thuộc vào họ. Nhưng họ sẽ không can thiệp quá mức vào hoạt động và quy tắc của thế tục, ngoại giao hay chiến tranh giữa các quốc gia, họ đều sẽ không can thiệp. Vương Nhất Lăng nghe cẩn thận, vẻ mặt nghiêm túc. Về phần giới thiệu hoàng tộc nước Hát, anh có nghe Tần Hồng Long nói qua, cũng có hiểu biết nhất định. Nhưng dù sao đó cũng khá phiến diện, Tần Hồng Long không thể tiếp xúc được với trung tâm nhà họ Tần, nhưng Vương Dần Hổ thì lại khác. Ông ta là gia chủ nhà họ Vương,
hẳn là biết nhiều hơn Tân Hồng Long. Quả nhiên, sau khi nghe xong, Vương Nhất đã hiểu rõ hơn về hoàng tộc nước Hát. Cạnh tranh lành mạnh sẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội, nhưng cạnh tranh ác liệt sẽ phá vỡ thế cân bằng. Một số cấp cáo trong bức tường đỏ đều biết được sự tồn tại của hoàng tộc nước Hát, giữa họ còn có hình thức hợp tác. Hợp tác, nghe điều này, Vương Nhất sững người một lúc, Vương Dần Hổ gật đầu, lúc này ông ta đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Chỉ có khiến Vương Nhất biết được thứ cậu ta muốn thì cậu ta mới tha cho ông nước Hát không cần hoàng tộc nước Hát xuất hiện toàn bộ, chỉ khi gặp nguy mới phái ra một hai vị cường giả là đủ. Vương Dần Hổ nói, chỉ một hai cao thủ thực sự trong nội bộ hoàng tộc nước Hát có thể khiến thiên binh vạn mã khiếp vía, thậm chí có thể so sánh với vũ khí hạt nhân. Nói cách khác, được dùng để áp chế một người tăng lên quá nhanh trong 5 năm qua. AI, Vương Nhất hỏi, từ trong miệng Vương Dần Hổ chậm rãi phun ra hai chữ. Ấn chủ những lời này vừa nói ra, Vương Nhất mặt tràn đầy kinh ngạc, Lý Khinh Hồng cũng sửng sốt. Ẩn chủ, đúng, Vương Dần Hổ nói, công cao chấn chủ, thực lực của ẩn chủ đã khủng bố đến mức ngay cả triều đình cũng phải sợ hãi. Có lẽ theo cách nhìn của họ, chỉ có những cao thủ hàng đầu trong hoàng tộc nước Hát mới có thể kiềm chế được hắn ta. Mà huy hiệu thân phận cậu đấu giá được, rất có thể là của nhà họ Vương hoàng tộc nước Hy. Vương Dần Hổ thay đổi chủ đề, đôi mắt ông ta đột nhiên nhìn vào huy hiệu thân phận màu vàng trên tay Vương Nhất. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng kinh ngạc nhìn huy hiệu, đột nhiên, trái tim của Lý Khinh Hồng đập thình thịch. Bởi vì một suy nghĩ hoang đường đột nhiên hình thành trong đầu cô. Từ hoàng tộc nước Hát, bản thân Vương Nhất cũng rất ngạc nhiên. Sau đó, trong đầu anh nghĩ về phản ứng trước đó của Vương Dần Hổ, thực sự quá khích. Để đòi lại huy hiệu thân phận trong tay anh, ông ta không chỉ sẵn sàng trả giá gấp 3 lần để mua nó mà còn sẵn sàng đầu tư nhiều hơn vào tập đoàn Lệ Tinh. Nếu chỉ là huy hiệu của nhà họ Vương thì không thể đạt đến cấp độ này. Nhưng nếu là huy hiệu thân phận của hoàng tộc nước Hát thì lại rất cần thiết. Làm sao ông biết, Vương Nhất nhìn chăm chăm vào Vương Dần Hổ và hỏi. Vương Dần Hổ lấy ra huy hiệu thân phận của mình, huy hiệu thân phận nhà họ Vương trong hoàng tộc nước Hát khác với huy hiệu của vương tộc họ Vương tôi. Vương Nhất nhìn kỹ hơn, quả nhiên thấy sự khác biệt. Huy hiệu thân phận của hoàng tộc nước Hát càng thêm chói mắt. Thế nên ông muốn lấy lại nó. Vương Nhất hỏi, Vương Dần Hổ gật đầu, đúng thế, họ Vương tôi đã nuốt lời, ngay từ đầu không nên bán chiếc huy hiệu này đi. Thật là bất cẩn, Vương Nhất nghe mà buồn cười. Tại buổi đấu giá Giang Thành trước đó, anh đã đấu giá tấm huy hiệu thân phận của nhà họ Vương này với giá 450 tỷ, lúc đó rất nhiều người cười nhạo anh thứ ngu ngốc lắm tiền. Giờ đây, Vương Dần Hổ lại đích thân tiết lộ nguồn gốc thực sự của chiếc huy hiệu này, anh lời to rồi. Nhưng vậy thì có liên quan gì đến thân thế của tôi? Ngay sau đó, Vương Nhất lại đưa ra một câu hỏi khác. Vương Dần Hổ rơi vào trầm tư, như thể do dự không biết có nên nói gì hay không. Nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của Vương Nhất, ông ta vẫn định nói ra. Cậu có tin vào số mệnh không? Vương Dần Hổ nhìn Vương Nhất, đột nhiên hỏi một câu hão huyền như vậy. Ngay cả Lý Khinh Hồng cũng ngơ ra. Đôi lông mày lá liêu của cô nhướng lên, đang định lên tiếng. Vương Nhất bình tĩnh nói, tôi tin. Vận mệnh quyết định hai người, dù có xa cách bao lâu, cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau. Lúc này, vẻ mặt của Vương Nhất cực kỳ nghiêm túc. Lý Khinh Hồng mở miệng, nhưng rồi vẫn ngậm lại. Được giáo dục tốt từ khi còn nhỏ, cô là một người theo thuyết vô thân, cô không tin vào những điều hoang đường như số mệnh. Nhưng có một số việc cô thật sự không thể phản bác. 5 năm trước, cô ngủ với Vương Nhất, 5 năm sau, cô lại trở thành vợ của Vương Nhất. Định mệnh đã trói chặt hai người họ lại với nhau, cho dù xa cách 5 năm thì cuối cùng họ cũng sẽ sánh bước bên nhau. Có một vài thứ đã được ông trời sắp đặt sẵn rồi. Tôi cũng tin. Vương Dần Hổ thở dài và nói. Tôi đã tìm kiếm thông tin về huy hiệu thân phận này. Nó đã tồn tại trong nhà họ Vương hơn 20 năm trước, chỉ là khi đó tôi vẫn chưa phải là gia chủ nhà họ Vương, chỉ là một người rất tầm thường trong thế hệ trẻ của nhà họ Vương. Vào thời điểm đó, một chuyện đã xảy ra. Thiên nữ của hoàng tộc nước Hát đã đến nhà họ Vương tôi và trao một huy hiệu thân phận. Tình cờ là hôm đó tôi đã mở cửa cho thiên nữ. Cô ấy bảo tôi đưa huy hiệu này cho gia chủ đương nhiệm nhà họ Vương, đồng thời nói ra một lời tiên tri. Lời tiên tri, Vương Nhất rất kinh ngạc, Vương Dần Hổ gật đầu, đúng vậy, những thiên nữ xuất thân từ hoàng tộc nước Hát đều có khả năng bói toán và tiên tri nhất định, cô ấy đã yêu cầu gia chủ đương nhiệm lúc ấy giữ huy hiệu này thật kỹ. Nếu như vận mệnh đúng thì một ngày nào đó trong tương lai, chiếc huy hiệu này sẽ trở về với chủ nhân mà nó đáng lẽ phải thuộc về, và chiếc huy hiệu này sẽ chứng kiến chủ nhân của mình trở thành cửu ngữ chí tôn, quân lâm thiên hạ. Khi đó không ai tin,
lúc đó trùng hợp cường giả của hoàng tộc nước Hát đến giết thiên nữ kia, mọi người đều cho rằng thiên nữ nói nhảm, không ai để trong lòng. Lúc đó cũng tùy tiện để huy hiệu này trong phòng kho, lâu rồi cũng quên mất. Sau khi nghe những gì Vương Dần Hổ nói, lòng Vương Nhất mãi không thể bình tĩnh lại, vô thức nhìn xuống huy hiệu thân phận. Anh thực sự bị lời tiên tri kia làm kinh ngạc. Về phần Lý Khinh Hồng, cô nghe xong đã ngơ ra từ lâu. Rồi sao nữa? Sau khi hồi thân, Vương Nhất hỏi. Sau đó, bởi vì người hầu tìm lại huy hiệu lần nữa, hơn nữa mọi người đều quên mất trước chuyện đã xảy ra hơn 20 năm, liền đem huy hiệu bán đấu giá. Mọi người đều cho rằng ba gia tộc lớn của Giang Thành sẽ đấu giá được huy hiệu này, kết quả lại bị cậu mua lại được nói đến đây, ánh mắt Vương Dần Hổ nhìn Vương Nhất thay đổi, bây giờ, cậu cũng nên cảm thấy có điều gì đó không ổn đúng không? Vương Nhất không nói gì, mà chỉ nhìn huy hiệu thân phận một cách khó tin. Chuyện này so với lời tiên đoán được đưa ra hơn 20 năm trước còn khiến người ta kinh hãi hơn. Ý của ông là, tôi chính là chủ nhân của cái huy hiệu này. Vương Nhất nói, Vương Dần Hổ lắc đầu, tôi không chắc, nhưng có một điều có thể chắc chắn, huy hiệu thân phận này không tầm thường, bất kể phải trả cái giá nào, đều phải thu hồi huy hiệu này. Nói cách khác, nếu như mọi chuyện đúng như Vương Nhất nói, thì chiếc huy hiệu này đúng là chìa khóa để mở ra thân thế của Vương Nhất. Vương Dần Hổ dừng một chút. Cuối cùng vẻ mặt của ông ta trở nên chân thành, Vương Nhất, nhà họ Vương tôi không có ý định trở thành kẻ thù của cậu, thậm chí chuyện cháu trai của tôi đắc tội cậu, tôi có thể thay mặt nó xin lỗi, nhưng huy hiệu thân phận này dù thế nào cũng phải bán cho tôi. Bởi vì lai lịch của chiếc huy hiệu này quá lớn, nó không thuộc về cậu, mà thuộc về hoàng tộc nước Hát, nó cần đợi chủ nhân thực sự của nó. Vương Nhất im lặng một lúc lâu, hỏi, thiên nữ đã trao chiếc huy hiệu này còn nói gì nữa không? Chẳng hạn như chủ nhân của huy hiệu này có đặc điểm gì. Bởi vì theo những gì Lý Thiên Dương nói, lúc còn nhỏ khi anh được nhận nuôi, trên cả hai lòng bàn tay trái và phải của anh đều có một chữ rất đẹp. Vương và Nhất, đó là lý do tại sao Lý Thiên Dương đặt tên cho anh là Vương Nhất. Từ đây không khó nhìn ra, hai chữ này nhất định là mẹ anh viết. Chắc bà ấy có chuyện gì đó khó nói. Tuy nhiên, Vương Dần Hổ lắc đầu, chuyện này đã hơn 20 năm, mọi người đã sớm quen bén nó mất rồi. Tôi có thể nhớ lại những chuyện này, cũng đủ thành tâm. Nhanh bán huy hiệu cho tôi đi. Nói xong, trên mặt Vương Dần Hổ hiện lên một chút tức giận. Ông ta nói nhiều như vậy, lại còn tiết lộ bí mật của vương tộc họ Vương. Nếu như Vương Nhất còn không bán huy hiệu cho ông ta, vậy ông ta thật sự sẽ tức giận đến phát điên. Vương Nhất im lặng một lúc lâu, cất huy hiệu thân phận vào túi. Xin lỗi, nếu ông đã nói cái huy hiệu này sẽ là chìa khóa mở ra thân thế của tôi. Là bảo vật vô giá, tôi không thể bán cho ông. Vương Dần Hổ vô cùng tức giận, đồng thời vô cùng muốn tát mình một cái, tại sao khi không lại nói mấy thứ này. Vương Nhất trực tiếp xách ông ta ném cho vệ sĩ của nhà họ Vương, vẻ mặt lạnh lùng nói, nếu mặt ông nói cho tôi biết nguồn gốc của chiếc huy hiệu này, tôi sẽ không làm tổn thương ông, im lặng rời đi đi. Vương Dần Hổ sắc mặt tái nhợt, Vương Nhất rượu mời không uống lại uống rượu phạt như thế, đã triệt để chọc giận ông ta. Tuy nhiên, các vệ sĩ vẫn đưa ông ta đi, như thể có một con dã thú đang ngủ yên trong cơ thể Vương Nhất, nhân lúc nó chưa tỉnh giấc, ông ta phải rời đi càng sớm càng tốt. Sau khi Vương Dần Hổ rời đi, Vương Nhất im lặng cả buổi chiều. Ngay cả khi Vương Tử Lam đi học về và chạy đến chơi với Vương Nhất cũng rất qua quýt. Hầu hết thời gian, Vương Nhất đứng một mình trên ban công, nhìn lên những vì sao trên bầu trời. Ánh trăng mờ nhạt buông xuống, trên mặt Vương Nhất không có biểu cảm gì. Nhưng trong đáy mắt lại lộ ra một chút buồn bã. Đột nhiên, phía sau có một bóng dáng dịu dàng, mềm mại, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh. Vương Nhất quay đầu lại, thấy Lý Khinh Hồng đã thay đồ mặc ở nhà, đang nhẹ nhàng ôm anh ấy. Vẫn còn nghĩ về chuyện bố mẹ anh à? Lý Khinh Hồng ngẩng đầu lên hỏi. Vương Nhất mỉm cười, không trả lời. Em bảo Tử Lam đi ngủ rồi. Sau khi Lý Khinh Hồng nói xong, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào tấm lưng rộng rãi của Vương Nhất. Hổ mẹ không ăn thịt con, em tin tưởng cha mẹ anh không phải hạng người sẽ bỏ rơi người khác. Sau khi nghe Lý Khinh Hồng nói vậy, tâm trạng Vương Nhất cảm thấy tốt hơn một chút, mỉm cười. Cũng mở lòng hơn, anh tùy ý ngồi xuống, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời và nói, thật ra, đôi khi anh rất ghen tị em với Tuyết Nhi. Dù cha mẹ em có gà bay chó sủa đến đâu, suy cho cùng cũng quan tâm đến em. Còn anh ngay cả ba mẹ tên gì, dáng hình ra sao cũng không ai biết. Nhưng anh không hận họ vì họ đã cho anh sinh mạng và đưa anh đến thế giới này. Anh chỉ muốn hỏi họ tại sao họ lại bỏ rơi anh, thế thôi. Ngữ điệu Vương Nhất đều, nhưng Lý Khinh Hồng có thể cảm nhận được một cảm giác mất mát mơ hồ.
Lý Khinh Hồng không để Vương Nhất tiếp tục, cô lắc đầu nói, chồng, dù anh làm gì thì em cũng sẽ ủng hộ anh. Cô biết rất rõ ý nghĩa của cha mẹ đối với người đàn ông này. Ngay khi anh được sinh ra, thì đã có một cuộc sống khác với những người khác. Anh không cha không mẹ, cuộc sống ăn nhờ ở đậu khiến anh bị bó buộc khắp nơi, uống một ngụm nước, ăn một miếng cơm cũng phải kinh hồn bạt phía. Mẹ của Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngoại, nhìn anh ngứa mắt, thường chửi anh là đồ xúi quẩy, đồ của nợ, anh chỉ có thể im lặng chịu đựng. Tuy nhiên, anh vẫn biết ơn, vì để gia tộc phát triển tốt hơn, anh không chút do dự chọn làm con rể nhà họ Kim. Anh không có chỗ dựa vững chắc, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hưởng mọi an lạc cũng chịu mọi khổ đau, người làm cha chỉ hận không thể hái sao trên trời cho con. Ánh mắt Vương Nhất trở nên nghiêm túc, em nói đúng, nếu cha mẹ không tới tìm con cái, thì con cái sẽ đi tìm cha mẹ, sự thật rồi sẽ được phơi bày thôi. Có thù báo thù, có oán báo oán, có ân báo ân, đây chính là quy tắc ứng xử của Vương Nhất. Lý Khinh Hồng nhẹ nhàng nói, chúng ta có một mục tiêu chung, đó là Yên Kinh. Anh tìm kiếm cha mẹ mình, còn em muốn xây dựng một sự nghiệp to lớn. Sống chết và hợp tan, đã cũng người thề ước, em sẽ cùng anh đối mặt với tất cả mọi thứ. Em sẽ đi gặp ba mẹ với anh, nếu như họ tuyệt tình, anh cũng không thể bất nghĩa, bởi vì họ đã cho anh sinh mệnh, anh cũng không cần đau lòng, bởi vì anh còn có mẹ con em. Lời nói của Lý Khinh Hồng khiến Vương Nhất đột nhiên tỉnh ngộ. Anh nắm lấy tay Lý Khinh Hồng, gật đầu, đúng lúc này Khương Nhã Mi gửi tin nhắn tới. Lão ấn chủ mời chúng ta 3 ngày nữa tới nhà họ Long ở Yên Kinh làm khách. Vụ án bắt cóc đánh bom nhà thi đấu Giang Thành đã thu hút sự chú ý của cả nước, đương nhiên bao gồm cả thượng tầng nước Hát. Cuộc chiến triều đình là không thể tránh khỏi. Nhưng trong cuộc chiến triều đình này, lão ẩn chủ đáng lẽ phải có mặt lại nghỉ hưu. Do đó, Vương Nhất thân là ẩn chủ, đã tham gia vào cuộc chiến triều đình này. Cuộc tranh luận diễn ra gay gắt, triều đình cho rằng ẩn vu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì để xảy ra chuyện này, nên giải tán ẩn vu. Lão ẩn chủ đã thành lập ẩn vu, biến nó thành đội quân bí ẩn nhất ở nước Hát. Trong những năm qua, ẩn vu cũng cản trở những người khác ở triều đình phát triển sự nghiệp. Suy nghĩ muốn diệt trừ ẩn vu của họ không phải có ngày một ngày hai. Chỉ là những năm gần đây biên giới ổn định, nhân dân an cư lạc nghiệp nên mãi không có cơ hội. Hiếm hoi lại có vụ nổ xảy ra ở nhà thi đấu Giang Thành, họ định dùng lông gà làm lệnh tiên để giải tán ẩn vu. Nhưng thái độ của Vương Nhất rất rõ ràng, tuyệt đối không bao giờ giải tán ẩn vu. Sau chuyện đó, lão ẩn chủ nói mời Vương Nhất và Khương Nhã Mi đến nhà họ Long ở Yên Kinh làm khách. Nhà họ Long à, Lý Khinh Hồng cũng nhìn thấy tin nhắn này, không nhìn được thở dài. Vương Nhất cười, sao thế, em biết à? Lý Khinh Hồng lặng lẽ nói, biết, sao em không biết được? Một trong những vương tộc của Yên Đô, giống như nhà họ Lý, là một thế lực đang lên. Trong 9 vương tộc lớn, đó là gia tộc trẻ thứ 2, lịch sử chỉ 60 năm. Nhưng nội tình bên trong gia tộc đủ để xếp vào top 4 Vương Nhất kinh ngạc, hùng mạnh vậy à? Lý Khinh Hồng gật đầu, đó là do công của một người. AI, Long Trọng Thiên, vẻ mặt của Lý Khinh Hồng rất nghiêm túc, ông ấy là người sáng lập ẩn vu, có thể được coi là chiến thần khai quốc đời thứ nhất. Sau khi thành lập nhà họ Long, các vương tộc khác muốn chèn ép họ, nhưng những người lúc đó ra tay với ông ấy đều bị diệt sạch chi nghe vậy, Vương Nhất cũng sửng sốt một chút, không ngờ ông già ấy trước kiêu oách như vậy. Nụ cười trên mặt anh càng tươi hơn, không phải họ đều là vương tộc Yên Kinh à? Tại sao ông ấy có thể công khai giết người như vậy? Lý Khinh Hồng khẽ thở dài, ai bảo họ tự tìm đường chết? Đó là thời kỳ huy hoàng nhất của Long Thống Soái, họ lại muốn dập tắt nó. Đêm hôm đó, toàn bộ quân khu Yên Kinh đều bị kinh động. Tất cả những người có liên quan đều bị bắt và xử bắn tại chỗ. Tội danh là có ý đồ mạo phạm Long Chiến Thân. Sau khi Lý Khinh Hồng kể xong toàn bộ câu chuyện, Vương Nhất mỉm cười. Xem ra so với ôn giả ấy, mình vẫn còn quá hiền lành. Có thể xem xét tham khảo đi theo hướng đói anh quen Long Thống Soái à. Nhìn thấy tin nhắn từ Khương Nhã Mỹ, trong mắt Lý Khinh Hồng tràn đầy sự ngạc nhiên. Cô biết trong 5 năm Vương Nhất biến mất thì đã nhập ngũ. Nhưng cô không ngờ rằng Vương Nhất thực sự quen biết Long Trọng Thiên. Quan hệ còn tốt như vậy, Lý Khinh Hồng đã gặp Long Trọng Thiên một lần khi cô còn nhỏ. Trong ấn tượng của cô, ông ấy là một ông già rất uy nghiêm và bá đạo. Có rất nhiều thanh niên có năng lực ở Yên Kinh, nhưng không ai trong số họ có thể lọt vào mắt xanh của Long Trọng Thiên. Chứ đừng nói là mời đến nhà họ Long làm khách, Vương Nhất vuốt cằm, nghĩ rằng đã đến lúc rồi. Vì vậy anh nói, Khinh Hồng, tiếp sau đây anh sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của em, nhưng mà em tuyệt đối không được nói cho ai biết thân phận của anh.
Vương Nhất nói nghiêm túc như vậy, Lý Khinh Hồng cũng giật mình, theo bản năng gật đầu. Anh nói đi, Vương Nhất tiết lộ thân phận của mình cho Lý Khinh Hồng, thực ra, đơn vị anh Tòng Quân là ẩn vu, Long Trọng Thiên là cấp trên cũ của anh. Lời vừa dứt, quả nhiên Lý Khinh Hồng bị sốc, khuôn mặt cô đầy vẻ kinh ngạc. Anh là người của ẩn vu sao? Đúng, Vương Nhất gật đầu, mãi một lúc lâu sau, Lý Khinh Hồng vẫn không thể bình tĩnh lại. Quá sốc, ngoài sốc ra cô chẳng biết nói gì nữa. Nghĩ đến những chuyện trước đây, cuối cùng Lý Khinh Hồng đã hiểu. Tại sao nhiều nhân vật tai to mặt lớn lại tôn trọng anh? Tại sao cô điều tra về Vương Nhất nhưng giữa 5 năm ấy lại không có gì? Và tại sao, thực lực Vương Nhất mạnh mẽ như vậy, nhưng không có chiến trường nào biết anh? Bởi vì Vương Nhất là người của ẩn vào thông tin thân phận của tất cả các thành viên chính thức của ẩn vụ đều là tài liệu cấp SSS, đủ điều kiện để xem được thì cả nước hát chỉ có một người. Lý Khinh Hồng vẫn nhớ khi cô kết hôn với Vương Nhất, ba đội quân hải quân, không quân và lục quân đều ồ ạt tới chúc mừng, ai là người tiễn họ. Đó là Vương Nhất, y anh có thể chỉ huy hàng ngàn binh lính. Chỉ là vào thời điểm đó, Lý Khinh Hồng không thể nào liên tưởng Vương Nhất với ẩn vu. Nghĩ mãi, Lý Khinh Hồng bật khóc, đôi mắt cô đỏ bừng. Vương Nhất sửng sốt, em khóc cái gì? Không phải nên vui à? Nước mắt của Lý Khinh Hồng vẫn rơi lã chã. Em thấy thương anh. Cô ôm chặt Vương Nhất, khóc nức nở, vì em mà anh đã làm tới mức này. 5 năm trước, Vương Nhất chỉ là một đứa ở rể thân phận thấp kém. Ngay cả khi cô ngủ với anh, Lý Khinh Hồng cũng chỉ chán nản một thời gian rồi quên mất Vương Nhất. Nhưng Vương Nhất vẫn luôn nhớ đến cô, trong lòng anh cảm thấy nợ cô. Sau khi gia nhập quân đội, anh ngày càng mạnh mẽ hơn, vượt qua mưa bom bão đạn, thậm chí cả sự sống và cái chết. Mà anh trở nên mạnh mẽ hơn, là vì ai? Vì cô. Hai Lý Khinh Hồng khóc đến mức không thở được, nước mắt lau rồi lại rơi, rơi rồi lại lau, khóc đến nôi nước mắt giàn giụa. Cô rất may mắn vì 5 năm trước đã không phá bỏ đứa trẻ trong bụng. Nếu không, 5 năm sau, cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Vương Nhất không ngờ Lý Khinh Hồng sẽ nói những lời này, anh sửng sốt một lúc, mỉm cười lau nước mắt cho Lý Khinh Hồng. Bây giờ em trở nên mít ướt rồi. Vương Nhất nói, Lý Khinh Hồng nghẹn ngào, lau nước mắt, thì đã sao? Vương Nhất cười nói, có thể đối với em, nó rất cảm động, nhưng đối với anh, đây là chuyện anh nên làm. Từ ngày xuất ngũ trở về thành phố, anh chỉ có một mục đích, chính là cho em hạnh phúc. Em còn nhớ sau khi chúng ta tái hợp đã nói những gì không? Những điều anh nợ em và con không thể trả hết được, nếu đã như vậy, anh sẽ bảo vệ mẹ con em cả đời. Đêm đó, Lý Khinh Hồng ngủ rất ngon, ngay cả khi ngủ, cũng phải dựa vào Vương Nhất để ngủ. Điều đó khiến cô cảm thấy an toàn. Sau khi biết mọi chuyện, cô đã thực sự rất yêu người đàn ông đó. Ngày hôm sau, Vương Nhất lại đưa Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam lên đường đến Yên Kinh. Anh sắp gặp lão ẩn chủ, đương nhiên muốn mang vợ và con gái đến gặp lão ẩn chủ. Lão ẩn chủ gần như là nửa cha ruột của Vương Nhất. Khương Nhã Mi đã đợi sẵn ở sân bay. Chuyến đi Yên Kinh lần này, Vương Nhất có hai mục đích. Chuyến BX đầu tiên là đến thăm lão ẩn chủ. Thứ hai là đến nhà họ Vương một chuyến để tìm hiểu thân thế của chính mình. Vương Nhất nghi ngờ rằng thân thế của mình có liên quan đến nhà họ Vương. Máy bay cất cánh, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng ngồi cạnh nhau, Vương Tử Lam ngủ thiếp đi trong vòng tay của Lý Khinh Hồng. Khương Nhã Mi ngồi ở bên trái của Vương Nhất. Một người đàn ông trung niên ở hàng ghế đầu thỉnh thoảng nhìn lại. Ông ta chú ý tới hai người phụ nữ này là đẹp nhất trong cabin, cả về dáng người lẫn khí chất đều cực phẩm. Nhưng Lý Khinh Hồng đang ôm một đứa trẻ trong tay, rõ ràng đã kết hôn. Đối với phụ nữ đã có gia đình và có con, ông ta không thất hứng thúi vì vậy, người đàn ông trung niên đã để mắt đến Khương Nhã Mi. Ông ta võ võ vai Vương Nhất, người anh em, đổi chỗ ngồi đi. Vương Nhất đang định lấy chuyện cổ tích cho con gái trên máy bay, bỗng nhiên có người võ vai anh. Khi anh quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên to béo khoảng 40-50 tuổi, hơn nữa ánh mắt ông A vẫn cứ nhìn chằm chằm Khương Nhã Mi. Vương Nhất thấy thế nhíu mày. Không đổi, nói xong, Vương Nhất quay đi, không quan tâm đến ông ta nữa. Cậu, Kim Đức Hữu nổi giận, bộ quần áo trên người ông ta có giá hơn 1,5 tỷ, vừa trông đã biết đây là một ông chủ giàu có, thành công trong sự nghiệp. Khi thấy người kia trông vừa không có tiền, chẳng có việc, lại còn không có bạn gái, đúng là một chàng trai 30. Thế mà khi gặp ông ta không những không nịnh nọt, mà còn dám từ chối ông ta. Kim Đức Hữu cũng không nổi giận. Dù sao đây cũng đang ở trên máy bay. Vé máy bay của mỗi người đều được đặt trước, hơn nữa lát sẽ có người kiểm tra vé, vì thế tự tiện đổi chỗ ngồi rất không hay. Vì thế,
ông ta đành ngồi ở hàng trước, rồi quay đầu cười to với Khương Nhã Mi, cô là người Yên Kinh sao? Vừa rồi nghe cuộc trò chuyện của Khương Nhã Mi và Vương Nhất, ông ta đã nhận ra Khương Nhã Mi là người Yên Kinh. Tuy nhiên trong lòng Kim Đức Hữu cảm thấy rất bất bình. Ông ta đã nhận ra Vương Nhất và Lý Khinh Hồng là vợ chồng, thế nhưng trông Vương Nhất cũng rất thân thiết với Khương Nhã Mi. Tại sao một chàng trai ba không lại có thể hưởng phúc phần như vậy? Khương Nhã Mi quay đầu nhìn ông ta, ông đang nói chuyện với tôi sao? Kim Đức Hữu cười to gật đầu, dĩ nhiên rồi. Ông ta khá hài lòng với phản ứng của Khương Nhã Mi, những người phụ nữ như thế này, khi mới bắt đầu đều rất cao ngạo. Nhưng chỉ cần thử một lần là sẽ lộ bản tính. Khương Nhã Mi im lặng một lúc lâu, nhưng vì lễ phép nên cô ta vẫn gật đầu. Đúng thế, tôi là người Yên Kinh. Thật có duyên, tôi cũng là người Yên Kinh. Nụ cười trên gương mặt Kim Đức Hữu càng rõ rệt. Nói xong ông ta còn nhìn Vương Nhất với vẻ đắc ý. Ông ta chọc ghẹo người phụ nữ của anh ta trước mặt anh ta, chắc chắn anh ta sẽ rất tức giận. Nhưng Vương Nhất cũng chẳng hề nổi giận, thậm chí còn chẳng có phản ứng nào. Thế nên Kim Đức Hữu vẫn tiếp tục, tầm mắt của ông ta dừng trên quyển sách Khương Nhã Mi đang cầm, cười nói, trông có vẻ cô rất thích đọc sách, không biết đây là tác phẩm gì vậy. Vẻ mặt Khương Nhã Mi không hề thay đổi, cô ta nhấc bìa quyển sách. Sách ảnh giải phẫu thi thể. Thấy cái tên sách, Kim Đức Hữu sợ hãi, ông ta nhìn Khương Nhã Mi với ánh mắt hoảng sợ. Cô là pháp y, gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Khương Nhã Mi hiện lên một nụ cười nhạt, cứ cho là thế đi, chẳng lẽ ông cũng vậy? Cô ta cười rất đẹp, nhưng trong mắt Kim Đức Hữu lại trông rất quái dị. Ông ta cười xấu hổ, không phải, tôi là ông chủ của công ty vệ sĩ xuyên quốc gia tại Yên Kinh, vừa xong công việc đang quay về thủ đô. Tuy ông ta bị quyển sách Khương Nhã Mi dọa sợ, nhưng Kim Đức Hữu rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái, ông ta còn lơ đênh khoe thân phận của mình. Công ty vệ sĩ, xuyên quốc gia, gương mặt Khương Nhã Mi tỏ vẻ kinh ngạc, ngay cả Vương Nhất cũng không nhìn được phải nhìn ông ta thêm mấy lần. Công ty vệ sĩ, nghe tên đoán nghĩa, là công y cung cấp vệ sĩ. Hầu hết người trong công ty vệ sĩ đều đã được huấn luyện võ thuật, vì họ đều được thuê để bảo vệ các nhân vật quan trọng. Nếu là công ty vệ sĩ xuyên quốc gia thì còn chuyên nghiệp hơn. Vì cùng một đường dây nối với quốc tế, nên khả năng của vệ sĩ trong công ty vệ sĩ còn sánh ngang với lính đánh thuê ở khu vực Trung Đông. Trên mặt Kim Đức Hữu không nhịn được nở nụ cười đắc ý, đúng vậy. Công ty tôi là tập đoàn bảo vệ xuyên quốc gia Thần Long. Đây là danh thiếp của tôi. Kim Đức Hữu lấy 3 tấm danh thiếp được làm thủ công tinh xảo, chia cho Khương Nhã Mi, Lý Khinh Hồng và Vương Nhất mỗi người một tấm. 3 người xem tấm danh thiếp, trong mắt càng tỏ ra ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên vì người sáng lập ra công ty vệ sĩ, chắc chắn sẽ rất mạnh, hoặc ít nhất cũng có xuất thân là lính đánh thuê. Trông thế nào Kim Đức Hữu cũng chẳng giống người từng làm lính đánh thuê, ông A trông càng giống người đàn ông trung niên đăm chìm trong vàng son hơn. 3 vị, sau này có yêu cầu gì cứ liên lạc với tôi là Kim Đức Hữu. Kim Đức Hữu nói với giọng tự hào. Khương Nhã Mi mỉm cười, cất tấm danh thiếp. Lý Khinh Hồng cũng chẳng quan tâm, chồng cô ta là thành viên của Ấn Vu. Công ty vệ sĩ xuyên quốc gia sao có thể sánh bằng Ẩn Vu? Không thể so sánh, thấy 2 vị người đẹp đều đã nhận danh thiếp của mình, trong lòng Kim Đức Hữu cảm thấy hơi lâng lâng, ông ta lại nhìn về phía Vương Nhất, khẽ ho khan. Người anh em, bây giờ cậu có thể đổi chỗ cho tôi được không? Ông ta đã khoe thân phận của mình, ông chủ công ty vệ sĩ, ai dám làm mất lòng ông ta? Cho nên chắc chắn chàng trai này sẽ biết điều tránh ra. Không đổi, Kim Đức Hữu lại nổi giận. Thằng nhãi này đúng là không biết tốt xấu, nhưng ông ta vẫn chưa nổi điên. Ông ta không thể nổi điên trước mặt các người đẹp, tuy nhiên ông ta cũng không định tha cho người trẻ tuổi đã khiến ông ta mất mặt tận 2 lần này. Người anh em, cậu có công việc chưa? Kim Đức Hữu cười lớn, hỏi. Lý Khinh Hồng nhớn mày. Thật ra Lý Khinh Hồng đã bảo Vương Nhất chỉnh chu lại bản thân rất nhiều lần. Nếu không lúc đi ra ngoài mọi người sẽ nghĩ rằng anh trông như một chàng trai ba không chẳng làm được trò trống gì nên hồn. Nhưng Vương Nhất chẳng làm. Giờ hay rồi, vì người ta nghĩ thành người đứng dưới đáy xã hội. Kim Đức Hữu vừa nhìn Vương Nhất là biết Vương Nhất chẳng có công việc gì, vì thế ông ta bảo anh, thế này đi, vừa hay công ty tôi đang tuyển vệ sĩ mới, tôi trông cậu có vẻ thích hợp, vậy tôi trả lương cho cậu mỗi tháng 30 triệu, thấy sao? Nói xong, Kim Đức Hữu còn liếc nhìn Lý Khinh Hồng và Khương Nhã Mi. Ông ta định dùng cách này để khiến cho các người đẹp chú ý. Quả nhiên, hai người kia đều nhìn ông ta, nhưng ánh mắt họ trông hơi sai sai. Đó không phải ánh mắt hâm mộ mà là ánh mắt thương hại. Đúng lúc này, cả máy bay bỗng nhiên rung chuyển.
Dòng khí mạnh mẽ trên bầu trời khiến cho máy bay lắc lư trái phải. Tất cả hành khách đều vô thức dựa vào ghế ngồi khẩn cấp đằng sau lưng. Có thể thấy những tầng mây bên ngoài máy bay bị dòng khí tia tách rời liên tục. Chúng tan rồi tụ lại, tụ rồi lại tan biến. Vô cùng xin lỗi các hành khách, chúng tôi đi vào vùng không khí lạnh tăng cường, xin mọi người đừng hoảng sợ, cố gắng tránh đi lại, hành khách say máy bay xin hãy giơ tay lên. Trong cabin vang lên tiếng nhắc nhở của tiếp viên trưởng, vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Máy bay lay động mạnh mẽ, cũng khiến Kim Đức Hữu từ bỏ ý định nói chuyện tiếp với Vương Nhất, ông ta dựa ra sau ghế ngồi khẩn cấp. Nhưng tiếp viên trưởng vừa dứt lời, máy bay lại hơi rung chuyển. Lần rung chuyển này còn mạnh hơn trước, máy bay đâm vào trong một đám mây màu đen, khiến cả máy bay lay động giữ ly nước của rất nhiều hành khách đều rơi xuống, phát ra tiếng động chói tai. Mẹ ơi, làm sao vậy? Tiếng động chói tai đó, cũng đánh thức Phương Tử Lam đang ở ngủ say. Cô bé dụi đôi mắt mơ màng ngáy ngủ, nói với giọng non nớt. Nhưng Lý Khinh Hồng chưa kịp nói gì, cô nhóc đã chợt ngó ra ngoài cửa sổ. Máy bay quay cuồng bên ngoài mây đen, sấm chớp xẹt qua. Mưa to chút ào ào xuống bên dưới, thậm chí, còn có một tia sét đánh rất gần máy bay, cứ như muốn xé rách bầu trời, tất cả những điều đó, Vương Tử Lam đều nhìn thấy. Cô nhóc lập tức sợ hãi bật khóc, Lý Khinh Hồng vội an ủi cô bé. Không khóc thì không sao, nhưng vừa cô bé khóc đã khiến bầu không khí trong cabin chìm trong lo lắng không yên. Rất nhiều đứa trẻ cũng bật khóc, những tiếp viên hàng không nhóm cũng bắt đầu hốt hoảng, họ luống cuống chăm sóc từng vị khách. Sau khi tia sét xẹt qua, máy bay lại càng rung chuyển mạnh hơn. Mây đen bao phủ cả máy bay, trông cứ như đang phải đối mặt với sóng gió mãnh liệt ở biển đen. Họ như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi cuộn sóng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hất tung. Rắc, một tiếng động chói tai vang lên, bỗng nhiên máy bay mất lái, lao xuống vực sâu. Trong cabin vô cùng hỗn loạn, mọi người đều cảm thấy sợ hãi, họ hét lên tuy hít di vọng và hoảng sợ. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải máy bay bị sét đánh hay không? Liệu chúng ta có chết không? Cứu với kính thưa hành khách, vì bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu nên khi bay chiếc máy bay này đã xảy ra hiện tượng không ổn định, xin mọi người đừng hoảng sợ, đừng tùy tiện đi lại trong máy bay. Cabin vang lên tiếng của cơ trưởng, tiếp viên hàng không cố gắng để kiểm soát tình hình tại cabin, nhưng rơi vào cảnh này, mọi người lại càng hoảng sợ và tuyệt vọng. Có tiếng la thảm thiết, tiếng gào khóc, cả âm thanh chạy nhanh, tất cả vô cùng hỗn loạn. Hơi thở của cái chết bao trùm cả cabin, thậm chí có người bắt đầu lôi di động, gửi những di ngôn trước khi chết cho người nhà. Lý Khinh Hồng cũng ôm chặt con gái, nhìn Vương Nhất với vẻ mặt lo lắng, máy bay sẽ không rơi chứ. Vương Nhất và Khương Nhã Mi nhìn nhau, lắc đầu, cũng khó nói, vốn dĩ không nên bay ngày mưa giông. Vừa nói xong, sắc mặt Lý Khinh Hồng trở nên trắng bệch. Máy bay được gọi là phương tiện an toàn nhất trên thế giới, nhưng cô ta lại gặp phải tai nạn trên không, vô cùng hiếm gặp. Đừng nghe những lời lừa bịp của anh tai bỗng nhiên, trong cabin vang lên tiếng đàn ông. Họ thấy bỗng nhiên Kim Đức Hữu đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Các vị, đừng sợ, tôi là chủ tịch của tập đoàn vệ sĩ xuyên quốc gia Thần Long tại nước Hát, Kim Đức Hữu, cấp dưới của tôi đều là những vệ sĩ chuyên nghiệp nhất, ở nước ngoài họ từng nhận cứu nguy và bảo vệ rất nhiều lần. Nên máy bay rung lắc, không phải chuyện quá lớn. Ngay sau đó, Kim Đức Hữu võ tay, đằng sau ông ta xuất hiện mấy người đàn ông cao lớn. Thật thế sao? Vậy ông nhanh khiến máy bay không lắc lư nữa đi. Tập đoàn vệ sĩ xuyên quốc gia Thần Long nước Hy mau cứu chúng tôi. Lúc này, tất cả hành khách đều coi Kim Đức Hữu như một vị thần. Vẻ mặt Kim Đức Hữu nghiêm trọng, lời lẽ chính nghĩa, đó là chuyện đương nhiên rồi. Mọi người yên tâm, tôi sẽ bảo các nhân viên của mình khiến máy bay ngừng lắc lư. Nói xong, ông ta quay đầu liếc nhìn hai vệ sĩ. Họ đến thắng buồng lái máy bay. Máy bay quả thật nhanh chóng ngừng nghiêng ngã. Mọi người đần người. Sau đó vẻ mặt họ trở nên kích động, vỗ tay liên tục. Chắc chắn chuyện này sẽ trở thành tin khiến tập đoàn vệ sĩ xuyên quốc gia Thần Long nước Hát vang danh ở đất nước. Vẻ mặt Kim Đức Hữu cười tươi rói, cố ý nói với Khương Nhã Mi và Lý Khinh Hồng. Hai cô gái, không sao nữa rồi, nhân viên vệ sĩ của chúng tôi rất chuyên nghiệp. Nhưng ông ta vẫn chưa nói xong, cả khoang máy bay lại rung chuyển mạnh, máy bay lại lao xuống. Tiếng thét càng chói tai hơn lúc trước. Sao lại thế này? Sắc mặt Kim Đức Hữu thay đổi. Hai cấp dưới của ông ta bước ra, Kim Tổng, gió lốc bên ngoài quá mạnh, máy bay sắp rơi xuống rồi. Anh ta vừa nói xong, tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng. Vương Nhất và Khương Nhã Mi nhìn nhau, sau đó khẽ thở dài. Có vẻ không ra tay không được rồi.
Ầm ầm ầm, cabin to như vậy liên tục nghiêng ngả, bên ngoài mây đen cuồn cuộn, mưa to không ngớt, những tia chớp càng lúc càng dày đặc như mạng nhện, cảnh tượng giống hệt lúc tận thế. Tình hình như vậy khiến cho Vương Nhất và Khương Nhã Mi không thể không ra tay. Lý Khinh Hồng ôm Vương Tử Lam sắc mặt trăng bệch, "Mẹ ơi, chúng ta sẽ chết sao?" Vương Tử Lam vùi vào lòng Lý Khinh Hồng, nhìn cảnh tượng bên ngoài, hỏi, "Chúng ta sẽ không sao đâu." Lý Khinh Hồng ôm cô bé chặt hơn, "Cô ta không sợ chết, nhưng cô ta không muốn khiến con gái mình phải chết cùng. Cô ta vẫn chưa nuôi dạy Vương Tử Lam thành người, chưa nhìn thấy dáng vẻ của Vương Tử Lam sau khi cô bé lớn lên lên, cũng chưa đi đến cuối đời với Vương Nhất. Cô ta không thể chết." Lúc này, Vương Nhất khẽ võ vào vai cô ta, nói thầm, "Em nhắm mắt đi, 10 phút nữa sẽ không sao đâu." Giọng nói của Vương Nhất cứ như ẩn chứa một ma lực đặc biệt, vốn dĩ Lý Khinh Hồng đang hốt hoảng không yên lại trở nên bình tĩnh. Cô ta nghe theo lời Vương Nhất, nhắm chặt hai mắt, rồi cũng bảo Vương Tử Lam nhắm mắt lại. Vương Nhất đang định dốc hết sức thì bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói tức giận của Kim Đức Hữu. "Hai người các anh đừng làm loạn nữa được không? Cứ giao chuyện này cho người chuyên nghiệp làm đi, đừng tự tiện làm gì, chỉ khiến mọi chuyện càng rối loạn hơn mà thôi." Kim Đức Hữu cũng nghe thấy lời Vương Nhất, ông ta khịt mũi coi thường, hơn nữa còn lo lắng cho mạng sống của mình hơn. Ông ta không muốn đặt tính mạng mình vào tay một kẻ xa lạ. Vẻ mặt Vương Nhất thờ ơ, nhưng có vẻ vệ sĩ của ông cũng không thể giải quyết được nguồn gốc của vụ tai nạn trên không này. "Ngoài ý muốn, mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn thôi." Gương mặt Kim Đức Hữu căng đến mức đỏ bừng, ông ta vội vàng nhìn về phía hai vệ sĩ, "Các cậu còn đứng đờ đấy làm gì, sao không nhanh khiến máy bay ngừng lắc lư?" "Ông chủ, không được đâu, gió lốc được hình thành từ không khí lạnh quá mạnh, nó đã tạo ra một mắt bão, chúng ta không thể bay ra. Chúng ta cũng sắp hết dầu rồi, giờ chỉ có thể nghiêng ngả liên tục trong miệng mắt bão, đợi khi hết nhiên liệu, hoặc gió quá mạnh, khi gãy cánh, máy bay sẽ rơi." Dưới tình hình nguy cấp, hai vệ sĩ nói tình trạng thật sự lúc này. Ngay lập tức, cảm giác hoảng sợ càng nghiêm trọng hơn, nó bao trùm cả cabin. Tất cả mọi người sợ đến bật khóc, xen lẫn cả tiếng la hét chói tai. Thậm chí có người còn lấy một vòng tràng hạt để trước ngực, liên tục cầu khấn Quan Thế Âm Bồ Tát xuống cứu. Lý Khinh Hồng cũng nghe thấy, nhưng cô ta vẫn không mở mắt mà nham chặt như cũ. Cô ta tin Vương Nhất, Kim Đức Hữu cũng rất tuyệt vọng, ông ta úm tóc mình. Công việc lần này, ông ta chỉ dẫn theo hai vệ sĩ, nhưng khi đối diện với tai nạn trên không, thì sức của hai vệ sĩ quả bé nhỏ không đáng kể. Có đôi khi con người rất yếu ớt, khi đối mặt với thiên tai thì hoàn toàn không thể sống sót, thậm chí mấy tiếp viên hàng không trên chuyến bay cũng bật khóc, họ nghĩ thầm không biết sao mình lại đen như vậy, bốc chúng phải chuyến bay này. Vương Nhất và Khương Nhã Mi không nói gì mà đi thẳng đến buồng lái máy bay. Kim Đức Hữu vẫn ngăn cản họ, "Các cậu làm gì thế? Cứu người, đừng đi, không còn hy vọng gì đâu." Kim Đức Hữu xua tay, "Ngay cả hai vệ sĩ chuyên nghiệp của tôi còn chẳng thể giải quyết, hai người thường như các cô có cách gì sao?" Khương Nhã Mi thản nhiên nói, "Các ông không có cách không có nghĩa là chúng tôi cũng không có, tình cảnh này chỉ là chuyện nhỏ." "Cái gì?" Kim Đức Hữu vừa nghe, vẻ mặt lập tức tỏ ra khinh thường, "Cô là một pháp y, đây còn chẳng phải chuyên môn của cô, còn anh, còn chẳng có việc mà dám nói tình cảnh này là chuyện nhỏ." Lúc này hai vệ sĩ của ông ta bước lên, nói, "Nếu muốn khiến máy bay thoát khỏi miệng mắt bão, phải có khả năng điều khiển máy bay thật điêu luyện, dĩ nhiên cơ trưởng chuyến bay này không có, mà hai chúng tôi cũng vậy." "Các cô định lái máy bay sao? Các cô có bằng giấy phép lái máy bay không? Đã được huấn luyện chuyên nghiệp hay chưa?" Họ hỏi liên tiếp mấy câu hỏi chuyên ngành, Vương Nhất và Khương Nhã Mi nhìn nhau, không trả lời. Hành khách trên chuyến bay cũng rối rít phụ họa. "Nói đúng đấy, ngay cả người chuyên nghiệp cũng chẳng có cách nào, dân thường như chúng ta không làm gì được đâu. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cầu nguyện, mong máy bay không rơi quá nhanh. Cô gái, chàng trai, hai cô cậu về đi, không làm gì được đâu." Khương Nhã Mi im lặng một lúc rồi bỗng nhiên hỏi hai vệ sĩ kia, "Trước kia các anh làm gì?" "Trước kia chúng tôi làm lính đánh thuê, tuy không lính chủ lực nhưng cũng đã trải qua rất nhiều tình huống." Hai vệ sĩ nói, "Hóa ra đúng họ từng làm lính đánh thuê, nên mới có thể vào công ty vệ sĩ xuyên quốc gia." Khương Nhã Mi cười nhẹ, "Lính đánh thuê cũng vài ba loại, nói cho chúng tôi làm gì?" Khương Nhã Mi chỉ Vương Nhất, "Anh ta không muốn hỏi, tôi cũng không thể nói, nhưng tôi có thể nói cho các anh biết tôi làm gì. Tôi không phải là pháp y, tôi là quân y." Nói xong, cô ta và Vương Nhất cùng bước vào buồng lái máy bay. "Tránh ra." Vương Nhất ngồi chỗ của cơ trưởng, còn Khương Nhã Mi ngồi chỗ cơ phó. Hai người nhìn nhau,
sau đó họ đều hành động. Vương Nhất đạp chân tăng tốc, cùng với đó anh còn kéo cần gạt xuống mức thấp nhất. Vèo, ngay lập tức, tất cả mọi người đều cảm thấy máy bay đang vọt lên trời với tốc độ khủng khiếp. Ầm ầm ầm, với tốc độ này thì ngay cả ở trong máy bay cũng có thể nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài. Sắc mặt cơ trưởng thay đổi, đừng phóng lên nữa, sắp vượt qua tầng bình lưu rồi. Ngoài ra còn một điều cơ trưởng không nói, đó là máy bay không đủ nhiên liệu để phóng nhanh như vậy. Nhưng Vương Nhất không quan tâm, ánh mắt sắc bén của anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, tay liên tục kéo cần gạt lên trên. Vù vù vùi mây đen xung quanh tan biến, máy bay đã ra khỏi cửa mắt bão. Tất cả các nguồn điện trong máy bay. Vương Nhất nói, cạch cạch, Khương Nhã Mi ngất luôn nguồn điện tổng. Cơ trưởng sợ đến mức ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Làm bậy, đúng là làm bậy. Quả thật tắt nguồn điện tổng có thể ngăn việc đốt nhiên liệu quá mức, nhưng máy bay cũng sẽ nhanh chóng lao xuống. Quan trọng hơn, họ không biết nơi này cách mặt đất bao san rầm. Trong cabin, tất cả mọi người đều vô thức ngã xuống đất, Vương Nhất và Khương Nhã Mi túm được cánh cửa, còn cơ trưởng thảm hơn, mặt mũi anh ta bị va bầm dập. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.